vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 6 tháng 8. Ngay bây giờ hãy cùng Thanh Chân điểm những thông tin đáng chú ý nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong vòng 24 giờ qua. Ngày 6 tháng 8, lực lượng chức năng quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ cháy ở phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền khiến nhiều tài sản bị hư hỏng. Thông tin ban đầu, tối ngày 5 tháng 8, quán ăn một trệt, một lầu tại phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền xảy ra vụ cháy lớn. Thời điểm này, trong nhà có 5 người, 3 người đang trên lầu và 2 người dưới tầng trệt. Cả 5 người trong nhà lập tức hô hoán và tháo chạy. Vụ hỏa hoạn khiến một phần đường Nguyễn Thượng Hiền bị cắt điện, giao thông qua khu vực này ùn ứ. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường tại cuộc khảo sát thực địa kiểm tra tiến độ triển khai thi công dự án xây dựng cầu Nam Lý, Tăng Long và metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, trong đó chỉ đạo khẩn trương thực hiện các công việc liên quan đưa cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp ở thành phố Thủ Đức được thông xe kỹ thuật trước ngày 15 tháng 9, còn cầu Tăng Long trên đường Lã Xuân Oai ở thành phố Thủ Đức thông xe nhánh cầu bên trái trong tháng 12 năm nay. Ngày 6 tháng 8, Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Phúc, tên thường gọi là Thích Tông Phúc, 41 tuổi, 8 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Thông qua mạng xã hội, nam bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại là 70 triệu đồng. Để thực hiện hành vi trên, bị cáo đã thuê người làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 6 tháng 8, Công an thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy khiến chị LTI, 36 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tử vong. Thông tin ban đầu vào khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 8, chị Y chạy xe máy trên đường DT743 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương khi đang đổ gần hết dốc cầu vượt ngã tư 550, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An, xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều. Tai nạn làm Y ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Thú vị, hiện nay thì đa phần những người trẻ khi mắc bệnh tình dục vẫn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của bệnh, chỉ đến khi tình trạng sức khỏe nặng mới chịu đi khám bệnh và điều trị. Đây là tình trạng đáng báo động, sau đây là ghi nhận của phóng viên. Đối với những trẻ vị thành niên thì họ chưa có được trang bị những cái kiến thức cũng như là cái hành vi quan hệ tình dục của họ thì nó dễ bị mắc bệnh hơn, và nhất là tới tổn thương ở những bộ phận sinh dục của họ, dẫn đến sau này là cái những cái hệ quả là cái vô sinh sau này. Nguy hiểm hơn là nhóm bệnh có quan hệ đồng giới ở trẻ em dưới 18 tuổi. Trong thời gian gần đây, Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận những trường hợp này. Chỉ tính riêng tại đây, ghi nhận số lượng trẻ em dưới 18 tuổi mắc các bệnh lý về tình dục gia tăng theo hàng năm. Đối với những cái bệnh, ví dụ như bệnh giang mai, bệnh giang mai, bệnh lậu, bệnh chlamydia thì thường là sử dụng điều trị bằng kháng sinh và là một cái đơn giản. Còn đối với trường hợp mà bệnh nhân bị như là bệnh nhân bị sùi màu gà thì điều trị nó là do virus gây ra và thường là điều trị nó sẽ mất nhiều thời gian hơn, bệnh nhân phải tái khám nhiều lần. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng Sài Gòn của chúng tôi. Bản tin sẽ phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ xin chào và gặp lại.